Thưa quý vị, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản phi vật thể quốc gia từ năm 2019, ngày nay nước mắm Nam Mô, quận Liên Chiểu không chỉ là một gia vị mà còn là một phần của lịch sử văn hóa, bản sắc của cộng đồng địa phương Quảng Nam Đà Nẵng. Vì vậy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị thương hiệu nước mắm Nam Mô luôn được chính quyền địa phương và người dân quan tâm, đẩy mạnh. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, đến nay, làng nghề nước mắm Nam Mô, quận Liên Chiểu còn khoảng 100 hộ làm nước mắm, trong đó hơn 60 hộ tham gia vào hội làng nghề nước mắm truyền thống. Theo các hộ làm mắm lâu năm, muốn bảo tồn và phát huy giá trị thương hiệu nước mắm Nam Mô, phải đi từ gốc rễ của vấn đề, đó là tìm kiếm giải pháp để nâng cao hơn nữa sản lượng và chất lượng sản phẩm của làng nghề, tiếp tục khẳng định vị trí trên thị trường. Vì vậy mà những năm qua, hội làng nghề nước mắm truyền thống Nam Mô đã đề xuất với các cấp ngành địa phương nhiều giải pháp thiết thực trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tôi muốn là các cấp phải làm ra tạo điều kiện cho thành lập một cái đội tàu đánh bắt thủy sản tại làng nghề đó để phục vụ cho hội viên hội làng nghề làm mắm Mô đó, cái đầu vào nó nhảy vào đảm bảo được cái chất lượng là con cá của mình làm ra tin tưởng hơn. Còn có các nơi chúng tôi không tin tưởng nổi vì ta đi xa rồi ta bảo phân ô rê ta bảo đó vô cho nên sự có là cái mùi hương vị của làng nghề không có đảm bảo chất phát. Này, cái nữa tôi muốn làm sao mà trở thành một khu trưng bày trình diễn mô hình kỹ thuật sản xuất nước mắm tại khu du lịch Nam Mô. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu cũng luôn quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của làng nghề nước mắm Nam Mô. Hàng năm, địa phương đều hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ sơ cho từ 1 đến 2 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá và xếp hạng OCOP, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia các hội chợ tại các địa phương, các chương trình xúc tiến thương mại gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Chúng tôi 6 năm nay đã kết hợp với các công ty du lịch làm du lịch và trong 3 năm trở lại đây thì chúng tôi kết hợp với giáo dục để đưa các tour về trải nghiệm và chúng tôi cũng đã tổ chức cũng như là quảng bá cái sản phẩm đó thông qua các cái chương trình của TikTok để mà quảng bá cái chương trình này đến với các bạn trẻ. Chúng tôi đã xây dựng đề án và đang triển khai đề án trên địa bàn quận. Từ cái việc là chúng tôi kết nối các vận động bà con tạo ra những sản phẩm du lịch tại cộng đồng, qua đó kết nối các đơn vị lữ hành và tuyên truyền giới thiệu nhiều hơn cho du khách đến với lại cái làng nghề để người ta tham quan và biết về và mua về sản phẩm. Tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực để đẩy mạnh phát triển làng nghề, thời gian tới quận Liên Chiểu dự kiến khôi phục và đưa vào hoạt động đội tàu cá cổ truyền, hỗ trợ phát triển đội ngũ kế nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thay đổi mẫu mã bao bì cho ít nhất 5 cơ sở sản xuất một năm. Đồng thời hỗ trợ giới thiệu các sản phẩm làng nghề vào các khu điểm du lịch, các bến thủy nội địa, các trung tâm thương mại trên địa bàn quận, từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị thương hiệu nước mắm Nam Mô.